Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa anh chị Tư, đại diện cho gia đình cũng là người chủ sự ngày chánh lễ kỷ niệm cho cô của anh chị hôm nay, và kính thưa toàn cả cô bác và anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến, nhận được lời mời thâm tình cũng như hay tin, tất cả đồng đạo chúng ta dính thì giờ trở về đây để trợ duyên cho gia đình anh Tư làm tròn một cái tinh thần hiếu đạo của người cháu đối với người cô của mình, tức là bậc ân điền đã quá giảng. Kính thưa quý vị, thì cái thì giờ dân chay phẩm chưa có đến, cho nên đồng đạo chúng ta tận dụng cái thì giờ còn dư động lại để trao đổi đôi nét Phật pháp qua lời chỉ dạy của Đức Tôn Sư kính mến, để chúng ta làm món quà trao tặng cho nhau trên bước đường tu tập. Thứ nhất là nó nhằm trợ duyên, tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo hay là bàn với luận đẳng coi chân lý, chúng ta tìm hiểu để tu. Thứ hai, nó cũng là một cái công đức phước lớn mà để trợ duyên cho cái người chết trong cái ngày kỷ niệm. Thì hôm nay tôi được đủ cái nhân duyên hội ngộ với quý vị, nên để gặp gỡ quý vị qua là 40 phút. Thì sau sẽ có anh Tư Phương và Bảy Thiện sẽ trao đổi thêm. Kính thưa quý vị, chúng ta có mặt trong cõi đời này, chúng ta mang cái xác thân này gọi là vô thường quý vị. Vô thường. Không những vô thường mà cái của cải chúng ta đang có nó cũng là vô thường. Tuy rằng chúng ta thấy cái chánh báo của mình cũng có lúc là người rất là giàu sang, và cái y báo của nó là kèm theo những cái vật dụng mà không thiếu một cái thứ gì. Nhưng Phật nói tất cả đều là vô thường hết trơn quý vị. Trăm năm trong cõi người ta giật mình tỉnh giấc như là chim bao, chung quy kẻ trước người sau, tấm thân mỏng mảnh thật ra vô thường. Cho nên cái thân của ta vô thường mà chúng ta đâu có hay biết quý vị. Mình vẫn sống say chết ngủ trong cuộc đời này, rồi đến khi có người xả bỏ cái báo thân, họ phải chịu một cái cuộc đời đau khổ trầm luân ở địa ngục. Vì vậy Phật nói đó, làm được thân người đó thì rất khó nhưng lại dễ mất. Chúng ta đừng có dễ ngươi. Nhiều khi chúng ta tạo những cái nghiệp ác mà chúng ta không tu đó, cái phước chúng ta nó mòn mau lẹ đến nỗi mà nó dẫn chúng ta vào cõi chết. Và địa ngục dễ vào nhưng mà lại khó ra quý vị. Khi mà chúng ta tạo cái nghiệp ác rồi mà rơi vào địa ngục đó, mình muốn ra cũng ra không được, muốn ra không được. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng con người sống trên thế gian không có người nào mà không chết, tức là không có người nào không chết. Nhưng mà cái chết ở đây là gì? Là chấm dứt cuộc sống cũ để tiếp nối cuộc sống mới. Như vậy thì cuộc sống cũ qua rồi thì thân này vùi sâu nơi lòng đất lạnh, thì do chúng ta tạo cái nghiệp lành dữ gì đó mà nối tiếp cuộc sống mới. Và Đức Phật nói cuộc sống mới nó có hai con đường, một là khổ hay là vui. Vậy thì quý vị nghĩ trên cuộc đời này mình đang sống, mình tạo cái nhân gì mà tiếu tạo cái nhân ác nhân khổ? Chắc là cái con đường của nó là phải đi địa ngục, phải không? Thiên đường hữu lộ tùng tam ngộ, mà địa ngục vô môn là tự tánh hôn. Cái cõi thiên đàng lên được là nhờ giác ngộ đó, mà địa ngục không cửa mà chui vào đó là tại mình mê. Mình cứ sống say chết ngủ, mình nghĩ rằng cái cuộc đời này là cái gì cũng của mình hết trơn. Mà sự thật của mình đó, bây giờ mà đem cái nhà ra, đất ruộng ra đó, là sổ đỏ là của mình đó, tên của mình đó. Nhưng mà chết rồi nó không phải của mình, phải không quý vị? Thầy nói nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem trài hầu non, chỉ có tội phước mới còn. Nó của mình vậy đó, nhưng mà chết rồi nó phản bội mình, chỉ còn cái tội với phước. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê.
chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Lúc đó còn tính gì nữa quý vị? Bây giờ còn sống còn khỏe mạnh mà còn tu được mà không chịu tu, mà tới chừng chết rồi vô địa ngục rồi thì đâu còn tu được nữa. Cho nên phải tiếp tục cái cuộc sống mới khổ vui. Khổ là gì? Khổ là sáu con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, thiên, nga, tu la. Và bốn cái con đường vui đó là thinh, văn, duyên, giác, Bồ Tát, Phật. Vậy trong hai cái con đường mới của cái kiếp sống sau này, bây giờ mình chọn kiếp nào quý vị? Ở thế gian đó là thường khi người ta không tu, người ta tin đạo Phật, người ta đâu có tin đâu. Đó là thuộc về phái vô thần. Thầy nói phái vô thần luận thường cho rằng đời là thân xác con người, thân còn tức người còn, mà thân mất người mất. Người ta nói cái thân này đó là nó còn đó, thì sự nghiệp còn, mà thân mất là nó mất hết trơn, chứ không có, cũng chẳng có tội, có phước, có vía, có hồn. Đời là thân xác con người, sống là tranh đấu mạnh được yếu thua. Thế nên biết bao nhiêu mánh khóe giang hùng, bao nhiêu ngón điêu ngoa xảo trá, bao nhiêu tàn bạo ngược ngang đều được đem ra sử dụng cả thải. Quý vị thấy không? Sống ở thế gian người ta đó chỉ vì tiền bạc của cải vật chất, mà người ta đâu có màng tới cái tội cái lỗi gì đâu. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng đến tội bị giam bị cầm. Quý vị nghĩ coi, người ta đeo vàng mà dám chặt cái tay người ta đó, bỏ vô túi quần về nhà lột vàng ra, quý vị nghĩ nó ác tới cỡ nào, phải không? Nhưng mà tại mình đeo chuỗi không chịu đeo đâu, tu đeo chuỗi yên rồi, ham đời xe xua đeo vàng, cộng dây bằng ngón tay đeo vô cần cổ, chạy xe nó bứt cái nhũi đầu té chết luôn. Sau này chuyển đổi qua tu đi, phải không? Con người sống giữa trần gian buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều, hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Tâm chánh niệm đừng lay động, lòng từ bi buông xả là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Đổi lại quý vị à, bây giờ sống ở ngoài đời nó khổ quá khổ rồi, bây giờ phải tu mới được. Cái thân này vô thường, của cải vô thường, từ cái y báo chánh báo này nó giả không à, vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Và nó đi theo cái định luật gọi là thành trụ hoại không, hay là sanh trụ dị diệt. Có cái gì mà tồn tại mãi trên thế gian này đâu quý vị? Không có gì tồn tại mãi trên. Cho nên chúng ta phải tin tưởng vào lời dạy của Phật thì chúng ta mới thoát khỏi được cái này. Còn nếu không là chúng ta không tin, không tu là không có đời nào hết khổ. Chẳng tin Phật chừng lâm quả khổ, bừng tỉnh ra đã bỏ xác rồi, kế liền bị nghiệp cuốn lôi, dễ đâu biết được tiền đời ra sao. Khi mình sống ở trên thế gian này nè, mình tạo nghiệp cho nhiều, mình chết rồi đó, mình đi vào cái cuộc sống mới, tức là đi vào sáu cái con đường khổ, mà ba con đường trên tam thiện nghiệp thì đỡ, mà rớt vào tam ác nghiệp, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi, thôi mong gì mà chuyển kiếp lên làm người được mà tu quý vị. Cho nên có cái câu chuyện thế này. Ngày xưa đệ tử của Đức Phật đó, có ông Xà Già Đa, khi ngài tu mà chứng được quả La Hán rồi đó, thì ngài nhận cái nhiệm vụ là đi giáo hóa chúng sanh. Thì hôm nọ ngài đi đến một cái cổng thành, mà tới cổng thành này biết sao không, gặp con quỷ con nó đứng nó khóc. Tại vì ông có thiên nhãn thông, tất cả đệ tử của Phật khi chứng vào quả vị La Hán đều có lục thông hết trơn quý vị. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông, tức là dứt sạch vi tế phiền não. Cho nên ngài có thiên nhãn thông, ngài nhìn thấy con quỷ con nó khóc. Cái ông Xà Già Đa ông hỏi sao mà con khóc. Nói ông ơi, mẹ của con đó bây giờ vô trong thành. Quay ngồi cái tôi cúm luôn à. Tắt đi, tắt đi. Mẹ của con vô trong thành mà. Cúp điện luôn rồi. Bữa nay trục cặp đủ thứ. Sao kỳ đó. Ở trong nhà còn có điện mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên cái con quỷ con nó trả lời với ông đó là mẹ của con vào trong thành để kiếm thức ăn cho con, mà sao con chờ lâu quá lâu rồi, con đói muốn chết luôn rồi. Như vậy thì con nhờ ông vào trong thành đó nói với mẹ con, bây giờ con đói con chịu hết nổi rồi, bây giờ đem thức ăn ra cho con ăn. Cái nó được, để ta giúp ngươi. Thì khi vào đó gặp cái con quỷ mà gọi là quỷ đói đó quý vị, cái kiếp ngạ quỷ đó, ông Sà Già Đa này mới nói đó, bây giờ con của ngươi nó đang chờ ngươi đem về thức ăn để cho ngươi ăn. Nói ông ơi khổ lắm, cái kiếp sống ngạ quỷ đâu có cái gì mà ăn bằng những cái chất dơ bẩn máu huyết tanh hôi đâu. Miễn vô trong tới cái thành này đó mà ai bệnh hoạn này nọ thì có những cái chất đó là mấy con mạnh nó giật nó ăn hết trơn rồi, đâu có tới tôi. Sau mai tôi gặp cái người đứng giữa đường họ đang bệnh, họ học máu tôi mới hút được mớ mà chưa kịp ra, chư thần ta giữ cửa. Thôi bây giờ ông cho tôi ra đi để tôi cho con tôi nó ăn. Thì Sà Già Đa ngài mới hỏi đó, vậy thì kiếp sống ngạ quỷ của ngươi làm bao lâu rồi, ngươi nhớ không, cứ đỏ cái thân này. Nó dạ tôi cũng không nhớ nữa, nhưng tôi biết là trải qua 7 lần làm cái thành này rồi mà tôi còn ngạ quỷ. Quý vị nghĩ cái thành mà đã trùng tu lại 7 lần mà cái kiếp ngạ quỷ còn, quý vị nghĩ có bao nhiêu năm, quý vị tính coi. Chứ tôi tính không nổi rồi, phải không? Vậy thì bây giờ mình làm được người mình không tu đó, mà mình ít sẻn, ích kỷ bỏn sẻn, sân hận, tham lam, chắc mình nữa cũng phải đi về đó quá quý vị à, phải không? Tại vì sao? Vì mình quá trọng cái thân này, yêu quý cái thân này, mình muốn cho nó ăn ngon, muốn cho nó mặc đẹp, muốn cho nó vinh dự với mọi người, mà tất cả đều là tạo nghiệp. Thầy nói người trên đời ai cũng lòng tham, ai cũng tham cho nó muốn phước thọ, tức là sống lâu, phẩm hàm tiền của, còn thêm chức tước là giàu sang nữa. Nào vợ đẹp hầu sinh là lụa, không được thì bực tức ưu phiền, cả tâm thần điêu đứng đảo điên. Vậy có phải khổ hay là chẳng? Khổ hay là chẳng? Khổ vô cùng khổ gì. Cho nên trong kiếp sống này may mắn làm người mà chúng ta gặp Phật ra đời, đặc biệt là có giáo pháp, có pháp môn tu đắc đạo trong một kiếp, còn chờ gì nữa quý vị? Còn chờ gì nữa? Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Bây giờ không có nhìn ngoài, không có nhìn ra nữa, mà phải nhìn ngay lại mình, gọi là phản quan tự kỷ, coi mình tu sao. 20 năm theo đạo, 30 năm theo đạo, hay là mới phát tu, thời gian tu không tính dài, tính ngắn, tính lâu, tính mau, mà ai dám hạ thủ công phu để tu tập việc thiện và buông bỏ việc ác, thì đây là cái chỗ đắc đạo nằm chỗ này, phải không quý vị? Chúng ta phải nhận rõ rằng giáo pháp của Đức Thầy là giáo pháp giải thoát, xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật dạy thì xuống đây. Bây giờ có Phật tu rồi mà không đắc đạo sao được? Phương pháp Đức Thầy chỉ dạy là tu quá dễ, phải không? Ở tại nhà tu cũng được, tùy phong hóa dân sanh phù hợp, chắc bút thần tở ích bổn kinh. Cho nên cái giáo pháp Đức Thầy đưa ra là nó phù hợp với người tại gia cư sĩ. Thời mạt pháp là kỳ đại xá, luật tu hành chẳng khó như xưa, tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật đến đưa đón về. Người sẽ có liên quê đỡ gót, lại còn thêm lỏng phép gia thân. Bây giờ là dịp thoát trần, không tu thì chẳng có lần nào tu. Bây giờ là một cái cơ hội trong thời kỳ xả tội, tu một hưởng 10, vậy là tu nhiêu là giảng sanh hết trơn, về Phật hết trơn. Vậy mà không chịu tu, còn siêu siêu ở nở gì nữa. Bước đi một bước dừng, bước cho mòn gót mà chưa từng tới đâu. Hỏi cho tu gì mà hỏi anh trăng trai nhiêu ạ? 20 năm mà nói động tới cái giận, chịu đời nổi không? Tu vậy sao được? Tức là mình tu làm sao mà 10 điều ác nó không còn quẩn quanh với mình. Sát sanh cũng không còn, trộm cắp cũng không còn, tà dâm cũng không còn, nói dối đi là lưỡng thiệt, ỷ ngôn ác khẩu, giọng ngữ không còn, mà tham lam sân nộ mê si cũng không còn, phải không? Như vậy mới gọi là tu. Cái cõi đời này khổ mà tu 10 mấy 20 năm mà cứ than khổ hoài, vậy mình coi lại mình tu có trúng pháp không, có đúng theo lời thầy dạy không? Thầy nói hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trong lê thứ bước vào đường tu. Tu làm sao cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục mà ngao du tiên đài, mới gọi là tu trúng pháp. Còn tu cái kiểu gì mà mới mần cái lỗ con lứa khoai lứa lúa gì là mặt mày nhăn nhó cúng hết nổi rồi. Hỏi sao ông bữa nay không cúng? Trời ơi, cúng gà lúa có 15-16 dạ tao cúng hết nổi rồi.
vậy là tốn tiền sao, phải không quý vị? Cho nên cái quan trọng nhất là tu trong cuộc đời này, đừng có nghĩ người ta giàu là người ta hơn mình đứng mình nghèo mà tự ti, mà giàu cũng đừng tự tôn. Tất cả các việc mà nghèo giàu xấu đẹp sang hèn sống lâu chết yểu bệnh tật sống lâu là do cái tốt nghiệp của đời trước thôi chứ đâu có gì đâu, phải không? Mình biết cái tốt nghiệp đời trước xấu thì bây giờ mình sửa lại cho nó tốt, mà nó tốt rồi mình cho nó tốt thêm, tức là từ cái chỗ khổ mà đi ra cái chỗ vui, từ cái chỗ vui mà đi ra cái chỗ vui mới đúng chân lý của Phật chỉ dạy. Còn hôm nay có tiền có của mà ăn xài phung phí quá sung sướng rồi quên đạo ngỡ thì khác chi loại thú rừng xanh. Và khổ lang đâu biết đạo hằng, chỉ có biết ngủ ăn ăn ngủ, khi đói màu mặt mày xù xụ chạy quơ vào vật nhỏ đặng ăn, đến chết thay đầy lũ ruồi làng bu nuốt thịt chặt lời của lời đạo ác. Thầy nói đạo mà biết là mùi thơm bát ngát đó quý vị ạ, phải không? Cho nên quan trọng nhất chúng ta gặp đạo, chúng ta tu làm sao trong một đời này nhắm mắt giờ nào lại về Phật giờ đấy. Ta bà là chỗ náo nương Tây Phương Cực Lạc mới là quê hương mình, còn ở đây cái nhà có bao nhiêu đâu, phải không? Trần thế chỉ là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở bên đường, mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn diễn phương. Tức là mình ăn, mình mặc, mình ngủ, mình nghỉ, mình làm tất cả những việc cho mình, hoặc là làm phước chút đỉnh gì đó, mình đi lòng vòng nhưng mà cái tâm không muốn giảng sanh. Lậu nguyên ta bà cho nó mòn cái gót hết trơn, nó mỏi gần chết rồi tới chừng chết cái phùng mang trợn mắt chứ không có dấu hiệu giảng sanh. Phải không quý vị? Tại tu tiền tu của. Mình vàng thấy tử ngô còn bỏ dốc nọc đông cung tước phế liền, xem đó hỡi người mau lập chí tu hành khá nhớ giữ cho nghiêm. Muốn đặng thành thần với Phật tiên ráng tu ân đức chứ tu tiền, lợi danh chết nhóm như luồng gió thấy đó rồi đâu bỗng mất liền. Tiền bạc của cải vật chất này tuy là xa qua nhà cửa cao vậy đó, nhưng mà tới giờ cái phước của mình mà nó không còn rồi đó, tôi nói quý vị có giam có giữ có đóng cửa kính then gài, nó cũng bị nước trôi lũ lụt, hoặc nó bị là cướp bật lửa cháy, hoặc là vợ con phá tán xung vào công quỷ. Tại vì mình không còn cái phước thì cái của này mình có giữ cỡ nào nó cũng không ở lại với mình. Cái gì của mình nó là của mình, mà không phải của mình đừng mong giam giữ quý vị à, phải không? Cái phước mình tạo thì tự nhiên nó đến với mình, mình không kêu nó ở, nó vẫn ở với mình, tại vì nó là của mình. Cho nên có một lần đó thì vua Ba Tư Nạc đó đang hội triều lựa tiễn ra hội triều lại đó, thì muốn khoe cô công chúa của mình tên là Nhật Quang. Mà Nhật Quang công chúa đó là cái người có tâm đạo, biết sùng ngưỡng Phật pháp, cho nên nó cái gương mặt sáng mà hiền từ, nó giống như cái tên gì đó quý vị à, như mặt trời vậy chứ phải chơi. Thì ông vua Ba Tư Nạc mới nói với quần chúng và nói với con mình: con gái à, con là con gái cưng của ta, mà con có biết con sanh vào nhà vua, mọi thứ trên đời này không thiếu một thứ gì, và đặc biệt là cha mẹ yêu quý, quần thần yêu quý, mọi người yêu quý, con biết cái phước đó của cha mẹ tặng cho con không? Nói vậy đó, quý vị biết Nhật Quang công chúa trả lời sao? Dạ thưa cha, cha mẹ sanh con ra là sanh con ra, nhưng mà cái phước con tạo là con hưởng, chứ cha mẹ không có cho con được. Chà, gáo nước lạnh mà xối vô mặt kiểu này chịu nổi không? Trước mặt quần thần mà con mình nó nói vậy, ông vua đỏ mặt không? Bãi triều. Khi bãi triều xong rồi đó, vua mới nói với công chúa Nhật Quang: con nói rằng nó không hưởng cái phước của cha, cái phước của con tự tạo tự hưởng, vậy thì thôi, vàng dòng lục lại trả cho cha. À, là vàng dòng lụa là gấm dốc trả lại hết cho cha đi, rồi tự con hưởng phước nha. Bắt đầu kêu quan cẩn thần mở cửa thành ra, bắt thằng ăn mày gả công chúa Nhật Quang, thử coi công chúa Nhật Quang hưởng cái phước của mình tới mức nào. Sáng mới mở cửa thành ra đâu, thằng ăn mày nó không sẵn rồi, nó nằm ngay chân cửa, chụp lôi vô, nó dạ tôi đâu có tội gì, không tội gì, vô gặp nhà vua thì biết. Quá sợ ông rung rồi. Dạ nương tâu bệ hạ, con đâu có tội gì đâu. Nói ngươi không có tội mà ngươi có phước. Hỏi phước cho họ, ta gả công chúa Nhật Quang cho con. Ăn mày rung luôn chứ dám lấy không quý vị. Nhưng mà cuối cùng là vua gả thật. Rồi bây giờ công chúa nhà ta gả cho con, hạng mày có cái phước của con tự hưởng không? Hai người rời khỏi cửa thành, đóng lại, bắt đầu dắt với nhau đi. Và khi đi rồi ngồi đó, công chúa Nhật Quang mới tâm sự: hỏi chàng có cha mẹ gì không? Nó có, mà cha mẹ ta chết hết rồi. Hỏi chàng có ruộng đất gì không? Nó có. Nhà ta giàu lắm, nhưng mà khi cha mẹ ta chết để lại tài sản đó, ta đâu có lo làm ăn gì đâu, không có lo tu hiền, ta cứ lo chơi bời quan thúy, cho nên cái số tài sản đó nó tiêu hết trơn.
chỉ còn lợi một mẫu đất mà nó nằm ở trên cái Gò Cao á. Nó nằm ở trên cái Gò Cao, mà nằm ở trên Gò Cao bây giờ bán người ta cũng không mua, đâu có làm được, mà cho thuê cũng hay còn. Nói thôi vậy chàng dắt thiếp về, bây giờ vợ chồng mình chỉ còn có nhiêu đó để sống thôi. Thì cứ trở về tới cái miếng đất rồi đó, bắt đầu đó dựng cái chòi lên, bắt đầu dọn. Dọn xong đào xuống gặp ba cái hũ vàng, ba cái hũ vàng, mà trong ba hũ vàng đó còn để cái dòng chữ đó, nếu con trụ hình lo tu tập làm ăn, phần này sẽ là của con. Đó quý vị thấy chưa? Vậy thì bắt đầu bán ba hũ vàng, bắt đầu tẩu lượng về mua cho nó nhiều, cất nhà cho lớn, mướn gia đình rồi về, sống một cuộc đời thoải mái. Vua Ba Tư Nặc quá nhớ con rồi, nói chàng ơi, nói với hoàng hậu, mình phạt con vậy là nặng lắm rồi. Con mình nó nói dù có sai đi chăng nữa, mình đâu có gả cho nó thằng ăn mày vậy sao nó sống được. Bắt đầu cho thám tử đi thám thính coi công chúa là sao. Thám tử lại thám thính rồi, về kể rõ tự sự vậy đó. Vua không tin, không, trên đời làm gì có chuyện đó. Đó, cho nên chính vua và hoàng hậu xe lông giá đi tới chỗ, lúc đó gặp mới hết hồn cái gì, gặp mới hết hồn. Thì lúc đó rước công chúa về, rước công chúa về rồi, lúc đó vua Ba Tư Nặc ngài mới quy y Phật pháp, ngài nói quả thật phước con người thế gian ai tạo nấy hưởng, không có ai dành của ai được, phải không quý vị? Vậy thì bây giờ quý vị có là còng lưng thức khuya dậy sớm, quý vị mần cái gì đi chăng nữa mà không có tạo phước, nó trâu trơn lỗ, nó vậy đó. Bởi vì ông này cũng nói trời ơi, tối ngày tôi thấy sách cái bị đi cầu nguyện, đi cầu nguyện không à, tôi xả lúa khai nước bằng cỏ gần chết, mà ông nậu nữa đi cầu nguyện mà ông bằng 48, tôi bằng có 43, 42 chứ, mới thật đời nó mới tức chứ. Chứ ông đâu có nghĩ là cái phước của người ta nhiều hơn, phải không? Cho nên quý vị thấy rõ ràng, không phải trên đời này muốn mà được, muốn mà không có nhân thì nó không có được. Cho nên trên đời này muốn mà được thì không có người nghèo, không có người bệnh, không có người chết và không có người khổ. Vì vậy mà nhận được cái điều này, chúng ta nên hiểu rõ rằng cái tầm quan trọng nó nằm ở cái chỗ là chúng ta phải tu mới có phước, phải không? Và khi chúng ta tu có phước rồi thì tất cả các nghiệp nó không tới gần nữa quý vị à. Tại sao vậy? Nước làm tắt lửa tự nhiên, phước làm tiêu tội, hãy khuyên nhau là cái người có phước rồi đó thì mình sống an vui, sống hạnh phúc lắm. Cái người mà muốn hại mình bây giờ, người ta hại cũng không được nữa. Tại sao vậy? Có cái phước thì đâu có hại được, phải không quý vị? Cho nên có cái anh chàng thanh niên này nè, cái anh quen cái cô này, anh quen cái cô này, cái hai người gian díu, sau đó cái cô này phá thai, có thai đi, cái kêu anh cưới anh không chịu cưới, đó quyết định bỏ cái cô này tự giận chết. Mà tự giận chết rồi đó, xuống dưới nói với ông Đằng Quảng Dương đó, nói cái tên này nó tự giận đó, bây giờ làm tôi tự giận, bây giờ cho tôi lên tôi bẻ họng nó đi, rồi mấy ông muốn trị tội gì trị. Thế nói đâu được, người ta là cái phước của người ta đời trước đã tạo, bây giờ người ta phải thi, người ta đậu trạng, người ta làm quan mà làm sao mà bẻ họng ta được, cái phước ta còn đụng nó không được. Nó không, bây giờ vậy ông cho tôi làm sao mà nó mờ mắt, nó không thấy đường, tâm trí nó rối loạn, nó thi cho rớt, ông quan nó đâu có được. Cái số của người ta làm quan, cái phước đã định sẵn rồi, bây giờ nó làm quan đó, nếu mà cái phước mà nó tăng trưởng thì thôi, mà cái phước nó giảm hết là ta cho ngươi lên bẻ họng. Quý vị thấy chưa? Không phải cái người có phước mà dễ hại đâu. Cho nên đó, quý vị nên nhớ đồng đạo chúng ta cũng vậy nữa. Cái người tu nhiều khi vất vả hành đạo gian nan vậy đó, nhưng mà người ta chủ trương theo lời thầy chỉ dạy, tu giải thoát rồi, quý vị có nói nặng, nói nhẹ, nói cao, nói thấp, nói hơn, nói thua, có chê bai gì chứ, cái ông đó bà đó trí tuệ vẫn lào. Tại vì người ta quyết định tu, phải không? Muốn được yên tu phải giả ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tay như đứt, điếc thường yên lặng, mà chỉ giữ trong đầu một chữ tu. Nhiều khi không phải, người ta không biết mình nói nặng nói nhẹ người ta đâu, người ta biết, nhưng mà người biết rằng cái người đó đang giúp mình trả nghiệp, tại sao mình không cảm ơn mình là giận, mà cái người giúp mình trả nghiệp là cái người đó người ta đang bị nghiệp sắp sửa ta khổ, cho nên phải mang ơn chứ không có giận có hờn gì hết, phải không quý vị? Như vậy thì cái thân này rõ ràng là vô thường rồi, mà vô thường này mà nếu chúng ta không lo tu tập, chúng ta lo của cải vật chất, thì cuối cùng chúng ta bị cái định lực vô thường chi phối, là chúng ta sẽ khổ thân, phải không? Cho nên quan trọng nhất là chúng ta hiểu được cái thân này vô thường, là chúng ta mới hạ thủ công phu. Quý vị ơi, quý vị nghĩ rằng đó, ngày nay mình sống mình đi á, lễ kỷ niệm nhà đồng đạo nè, nhưng mà chắc gì trưa nay mình về tới nhà, hoặc là chắc gì ngày mai mình còn sống được nữa mà mình tu,
phải không? Còn nói chi tới vật chất. Cho nên quan trọng nhất là thầy kêu mình phải ráng tu để mà chết. Tức là tu ngày nào cho nó tròn ngày nấy. Ngày nay cúng lại hai thời, mình thấy chắc tu không kịp, tăng lên ba thời. Hồi trước cúng lại niệm Phật có 40 phút, 50 phút. Hồi bây giờ tôi niệm tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Phải không? Hồi trước làm phước ít, bây giờ làm phước nhiều. Hồi trước lo làm giàu, bây giờ thôi tôi không làm giàu nữa, nhà có đủ ăn rồi, bây giờ tôi lo ly làm phước. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì cái cuộc sống mình tự tạo hạnh phúc cho mình, tự gieo cái nhân tốt cho mình, tự tìm cái con đường cho tương lai về sau rất là an vui hạnh phúc, vì đó là cái con đường giải thoát. Chứ mình đừng nghĩ chết là hết, đâu phải đâu. Cho nên quý vị biết ông Quán Hầu ngày xưa đó là trưởng ban trị sự của Lịch Giá, đó là một bậc trí thức. Cho nên hôm nọ mới gặp Đức Thầy. Ông nói dạ thưa Thầy, con nghĩ đó, con người ở trên thế gian đó mà cái linh hồn nó ở trong cái xác thịt, mà nếu cái xác thịt chết thì con nghĩ cái linh hồn nó chết luôn, chứ sao nó sống nổi. Vậy mà trong kinh Phật nói đó là xác ti mất hồn thiên chẳng mất, mà Thầy cũng nói xác ti mất hồn thiên chẳng mất. Vậy nhờ Thầy giải thích cho con hiểu. Đức Thầy không trả lời ngay cái câu hỏi của Phán Hầu, mà hỏi giờ tôi hỏi ông nè. Bây giờ tôi hỏi ông nè, cái nhà này đó là hiện bây giờ nó như cái xác thân, mà tôi với ông là như ông chủ nhà. Vậy bây giờ lỡ cái nhà nào nó cháy là tôi với ông bây giờ ở đây cho nó cháy chết luôn hả? Tôi với ông chạy đi các nhà khác. Quán Hầu nói dạ thưa Thầy chạy đi chứ Thầy, mình các nhà khác. Thì Đức Thầy nó cũng vậy đó. Như vậy thì cái thân này nó có chết, nhưng mà cái linh hồn nó đâu có chết, nó phải xuất ra, nó đi theo cái con đường, tức là tiếp nối cái cuộc sống sau mà khi mình đã tạo nhân gì đó quý vị ạ. Cho nên quan trọng nhất trong cái giai đoạn này, cái thân này còn mạnh mà còn lại Phật ngon nghe, cái thân này còn mạnh mà còn đi niệm Phật được, còn làm được phước đức, thì chúng ta ráng tu nỗ sức hết lực đi quý vị ơi. Phải không? Cái thời gian không có cho phép chúng ta chậm nữa đâu. Thầy ra đời năm 1999 rồi, năm 1039, mà năm nay 2024, nó sắp sửa tới 25 nữa rồi. Phải không quý vị? Đó. Cho nên quan trọng nhất là mỗi ngày mỗi tu, mỗi ngày mỗi tu. Cái ngày nay mà mình thấy mình tu ngon lành thì ngày mai tiếp tục nó ngon lành phát triển nữa. Ngày nay tu dở, tu chỉnh liền. Bây giờ nhìn ra ngoài đâu có kịp nữa. Cái chuyện anh em ta tu sao ta tu, còn cái người đời ta làm sao là cái chuyện của người ta. Mình bổn phận của người tu là phải phản quan tự kỷ, nhìn lại mình tu được cái gì, mình làm được cái gì. Chứ đừng thấy mình làm được mà xem thường người khác, gọi là không cao ngã mạn. Cái tánh này cũng khổ lắm, khổ lắm quý vị à. Phải không? Cái việc tu ở đây là quan trọng nhất là chúng ta cúng lại có vọng niệm không, cúng lại có đủ thời như Đức Thầy chỉ dạy không. Quan trọng ngồi niệm Phật mà tâm có thanh tịnh, có đi vào nhất tâm bất loạn không. Làm sao chúng ta tu tập mà bây giờ nó không còn khổ, mà tâm lúc nào cũng an lạc trong mọi hoàn cảnh. Đó là chân lý Đức Thầy chỉ dạy mà chúng ta đã nắm bắt được, là chúng ta đã đưa hai cái chân mình vào cái con đường giải thoát rồi. Phật nói một đường danh lợi thế gian, một đường bước tới niết bàn cao xa. Vậy thì bây giờ quý vị, dù tôi nói cái người nào mà nhà lầu 3 tầng 8 tầng gì không biết chết rồi đó, mà không tu nó đố ông nào mà được về Phật. Thì cuối cùng cũng phải luân hồi sanh tử thôi chứ sao. Mà luân hồi sanh tử, may mắn đó làm người đó, mà ít tạo đó là cái tội đó, thì quý vị còn trở lại làm người được. Mà quý vị mà tạo cái nghiệp ác mà không hay không biết thì phải rớt vào địa ngục. Phải quý vị? Đó. Cho nên quan trọng nhất trong cái cuộc sống này, chúng ta phải nhìn kỹ lại từng giây từng phút, chứ không nói từng ngày từng giờ nữa. Mà hôm nay đi đám dỗ về là quán lại liền, và trong nhà cũng vậy, cúng xong quán lại liền. Ngày nay mình tu được cái gì, còn thiếu cái gì chưa bỏ, thì mình chỉnh tu lại ngay trong lúc đó. Mình tu từng ngày, đắc đạo từng ngày. Nếu ở đây là Tây Phương Cực Lạc thì nhắm mắt về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây là 33 cõi trời, tam thập tam thiên, trống không phước báo, thì nhắm mắt về tam thập tam thiên. Còn ở đây là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, quý vị nhắm mắt đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tại sao vậy? Vì cái tâm chúng ta đã nghiêng về cái chỗ đó rồi. Cho nên có một người đó đến hỏi Đức Phật. Có một hành giả đến hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con tu hàng ngày, con niệm Phật hàng ngày, vậy mà bây giờ nữa sau này con chết bất đắc kỳ tử, con có về được cực lạc bên cảnh giới Đức Phật không? Đức Phật không có trả lời, mà Đức Phật hỏi ông bây giờ cái cây mà ông đốn, ông mở miệng cái hướng nào? Hướng Tây. Vậy nữa tới chừng nó ngã về đâu? Cái người cư sĩ hành giả này nói giả nó ngã về hướng Tây, Đức Phật nó cũng vậy đó. Hằng ngày ông ăn chay, ông niệm Phật làm lành là ông đã mở miệng cái con đường nó đi về Phật. Ông nhắm mắt giờ nào, dù chết trong hoàn cảnh nào, Phật cũng rước ăn hết. Nó vậy đó quý vị à. Nhưng mà quan trọng nhất mình phải hiểu mình là ai. Đừng hiểu người khác quý vị ơi. Cái chuyện của người ta là của người ta.
Cái chuyện của đời là chuyện của đời, và cái chuyện của mình tu là chương trình giải thoát, làm sao ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát vốn mê đồ đến cảnh tiên. Ngõ đáp ơn vậy công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền, cho nên tiền tài của cải vật chất, vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng, nó chỉ là phù dân thôi, nó là vô thường thôi. Lo ăn lo mặc chuyện áo y phòng trung còn thiếu, vợ đương thì. Mà khi có đủ rồi, vợ đẹp con ngoan đều đủ cả, nhưng mà ra giàu xe ngựa lấy đâu đi? Có xe có ngựa rồi, ngựa đã thành bầy, xe có đủ, thì sợ không ruộng đất khó thu chi. Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, sợ không danh phận chúng khinh khi. Thấy không? Tam phẩm tứ phẩm còn chơi ít, ngũ phẩm thất phẩm có ra gì, nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng. Lên ngôi tể tướng là ngon, nhưng mà mơ ước làm vua chắc có khi. Phải không? Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử, chưa chịu mơ ước thành tiên đừng sống trường kỳ. Tham vọng leo thang không ngừng nghỉ, vô thường chợt đến ôm hận đi. Phải không quý vị? Ham quá ham rồi, bây giờ làm vua chưa chịu, bây giờ làm tiên mà không tu, nhưng mà vô thường tới chụp cổ cái đi, ôm hận ra đi là mình phải đọa vào chốn khổ. Chốn âm ti ngu đầu mã diện đang trong ngày, tới số bắt hồn cõi âm thần bệnh sái dịch ôn chờ mãn bước ra tay bể học. Mình tu ở đây đó là tu dài, tu lâu, tu ngắn, tu gì không biết, nhưng mà đến thời kỳ lấp lừa sàn sảy rồi đức thầy sẽ chọn lựa lại, chứ không phải mình mà đệ tử thầy là thầy chọn đâu quý vị ơi. Thầy nói ai mà ta dạy chẳng dành thì sao đừng cách mất tình yêu đương. Phải không? Giảng kinh đồng tụng chiều mai, làm theo lời chỉ mấy ngày dài gặp ta. Phải không? Đó. Cho nên nó quan trọng nhất là trong bước đường tu, không những chúng ta đường đạo đức bước đi từ nấc, mà chúng ta tu không phải từng tháng từng giây ngày nữa, mà từng giờ từng giây từng phút từng sát na quý vị. Cứ một phút là mình biết mình có sai trật cái gì, tâm mình móng khởi cái gì, nó đang đi lạc vào cái con đường nào, là chúng ta tu chỉnh ngay, đừng có đợi cho nó tràn gian đại hải mình sửa không có kịp quý vị. Phải không? Cho nên thầy nói muốn tu thì phải chọn vàng lừa thao, cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào kiếm sông. Muốn ra biển rộng thì phải nhào, phải lăn lộn, một mai dạo được tây đông khắp trong thế giới mới thỏa lòng ước mơ. Nuôi tầm mắt được nên tơ, nếu ta làm phải phước hờ bên lưng. Vậy thì con cá to là con cá bự à? Mạng cá bự mà nhốt ở trong cái ao là chắc chẹt. Mà quý vị nghĩ coi con cá mà nó ở trong ao nó sống được không? Ông này xiệt, ông kia giăng lưới, ông nọ bỏ mồi, thì sớm muộn gì con cá này nó cũng tiêu chứ, phải không? Đó. Mà muốn ra biển rộng, mà ra biển rộng rồi là sông thoải mái, thì phải nhào kiếm sông, nó phải trùng rẫy, tự nó nhào lên nó tìm sông nó mới ra được. Đó. Cho nên chúng ta có cái tâm Phật, mà chúng ta cũng nhốt trong cái thân tứ đại này, kìm hãm nó trong lục đạo luân hồi, nó còn nặng hơn ở cái ao nữa đó. Mà muốn ra biển rộng, mà muốn về cực lạc không, phải nhào kiếm sông, phải dùng giấy là nhào vô tương, vô trao, vô tàu hủ không á, nhào vô cái hủ thịt là banh xác luôn chứ đừng giỡn. Phải không? Vậy đó mình mới tu tập được. Đó, muốn cho thân vượt khỏi lề cấm sầu trì trí là một bề lo tu. Cái thân này đang nằm trong sáu con đường sinh tử, mà bây giờ muốn cho nó ra khỏi cái lề sinh tử đó là phải cấm sầu trì trí một bề lo tu. Hồi nào giờ cũng như thương buôn vậy đó, chạy đi làm ruộng, chạy đi làm rẫy, chạy cái này nọ toàn là kiếm tiền không, không có chịu cầm xào. Thôi giờ đậu lại đi. Nói tới đây, hồi đó có một bà lão: bà này, chú Bảy ơi, tôi cũng khổ trần ai, tôi sợ tôi tu không có giải thoát, cho nên tôi kêu con tôi nó cất cái cốc riêng cho tôi ở, mà nó kêu tôi ăn mặn đi để nó lo cho tôi, đâu có chịu. Mà tôi đọc tới cái câu cầm xào trì trí một bề lo tu, tôi mướn người ta đốn cây tầm vong rồi mà tôi không biết cắm chỗ nào nữa mà trì trí. Chú chỉ tôi coi, chú thì giảng đạo hoài, chú biết chú chỉ tôi cắm. Nói chàng ơi, thầy kêu mình cắm sao trì trí, tức là không có lo giàu, không có lo danh, không có lo lợi, không có lo tiền lo cửa, cũng như mấy cái người thương thương mà tạo tiền, tức là một bề lo tu, cứ nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, cúng lại và lo làm ăn vừa tu hiền. Bà nói vậy hả? Vậy khỏi cắm cây sào hả? Tôi nói thôi bà cho con cây sào đi. Vậy đó quý vị à. Nhưng mà hiểu làm vậy, nhưng mà do cái tâm quý vị, cái tâm bà rất là ham tu, cho nên từ cái chỗ ham tu đó mà bà sau này có cái dấu hiệu giảng sanh. Bà chết năm nay đâu cũng 7-8 năm ở mình một. Cái tu ở đây quan trọng nhất là mình phải có quyết định, tức là mình nghĩ rằng đó, thời này gấp quá, gặp được Phật, một cái thời kỳ may mắn để chúng ta được về Phật,
dứt khỏi luân hồi sanh tử, thì hạ thủ công phu ôm chắc cái giáo lý Đức Thầy mà tu. Dầu học ít mà chúng ta tu cũng giảng sanh. Học nhiều, nói như tôi nói nhiều quá mà không tu cũng không có được gì hết trơn. Phải không? Vì đạo Phật là đạo gì? Là đắc đạo ở cái chỗ tu chứ không phải nói. Tức là hạnh giáo chứ không phải là thuyết giáo. Nó vậy đó quý vị à. Cho nên nó ở có một cái ngôi chùa tên là cái chùa Cây Tùng. Chùa Cây Tùng. Thì tất cả các vị cư sĩ đó đó, người ta ở đó tu lâu năm, cái người nào cũng có khả năng là giảng pháp hết trơn. Nhưng mà có ông cái gì? Ta Mô. Cái tên này cũng khó. Thôi tôi nói có một cái vị cư sĩ này đi. Ông rất là già, lớn tuổi, nhưng mà ông ham tu lắm. Ông phát tâm tu muộn. Nhưng mà phát tâm tu muộn, ông cũng được làm cư sĩ ở trong đó. Nhưng mà tối ngày đó ông lo ông tu không à. Ông không có nhìn cái chuyện bên ngoài, không có nhìn. Nhưng mà ở cái thôn đó đó thì có một bà lão phát tâm tu còn dũng mãnh hơn, mà ở đó được ai cũng khen hết. Cho nên đó bà phát tâm cúng dường mỗi một ngày, là một vị cư sĩ đến ngồi pháp tòa, bà cúng cơm cho ăn và thuyết cho bà nghe tràng pháp, bà phát tâm cúng dường vậy đó. Thì ngày nào cũng có cái vị cư sĩ tới trơn á. Tới xong bà trịnh trọn xá xong, dâng cơm cho ăn, thỉnh lên pháp tòa để nghe tràng pháp. Mà quý vị biết tới cái vị cư sĩ già này, trần ngày ông đâu có nói gì đâu. Tối ngày ông chỉ biết tu không à, mà cúi đầu xuống mà tu. Cây ông nói mấy sư huynh ơi, bữa nay cái ngày của đệ, thôi đi thế cho đệ đi, đệ tới đó chắc đệ chết đứng quá. Đâu được, cái chuyện của ông là của ông chứ. Cũng muốn cho ông này ông tu tán thọt luôn hay gì đây nè. Phải không? Nói riết cái ông nói thiệt lình là mình không muốn đi. Tại vì tới đó mình đâu có biết pháp gì đâu, giảng ăn thì dễ rồi, nhưng mà nói pháp thì khó. Cho nên cuối cùng ông quyết định đi quý vị. Thì khi đi tới đó đó, mà quý vị biết không, đi tới đó xong rồi đó, cái bà cư sĩ này mới rước vào. Thấy cái ông này dáng điệu trang nghiêm, râu tóc bạc phơ, mà mặt mày sáng suốt đó cha, bữa nay mình gặp thánh nhân xuất hiện rồi. Còn khen hơn mấy ông kia nữa. Đó, trịnh trọng cúng dường thức ăn lại ngon hơn mấy ông kia nữa. Tới xong rồi mới đưa ông lên pháp tòa ông ngồi. Lúc đó ông rầu trong bụng rồi. Ông mới thở dài. Tại vì bà cư sĩ này nói là nhờ ơn đó là ngài thuyết pháp cho con nghe để con giác ngộ, con tu cho nó mạnh chứ. Ông ngồi ông than. Ông nói đó là con người ở trên thế gian khổ sở là do cái tối tâm ngu muội. Ông thở dài. Ông nói ông khổ sở tối tâm ngu muội là cái lúc này nè. Cái bà cư sĩ này bà chợt bà lóng lỗ tai, bà nghe bà hết sức mừng. Bà nói chưa bao giờ mà nghe một cái bài pháp nó hay tuyệt vời đến nỗi vậy. Bà mới ngồi bà suy nghĩ. Bà nói tối tâm là gì? Tối tâm tức là vô minh. Mà chính vì cái vô minh này mà con người làm ác, mà làm ác rồi phải trôi lăn trong dòng sanh tử mãi mãi luân hồi. Thiệt là ông này ông thuyết bài pháp phải nói là tuyệt vời. Cho nên đó, bà nghiền ngẫm cái câu của ông này mà bà tu chứng quả La Hán quý vị. Chứng quả La Hán tại chỗ. Cho nên thầy mình dạy vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh lục nhập sanh danh sắc sanh xúc động sanh thọ cảm sanh ái, ái sanh bảo thủ, mà bảo thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh mới sanh lão tử. Phải không quý vị? Tức là cái tối tâm ngu muội này mà nó dẫn dài đến cái chết, cái vô minh tức là tối tâm ngu muội, có mê dối ta mới hành động, rồi cái hành động ấy mới sanh ra muôn pháp nên mới có cái thức là biết. Mà cho nên nếu cái người mà diệt được vô minh rồi thì trí huệ mở mang, đó là đi đến con đường giải thoát. Phải không? Vô minh bị diệt thì hành diệt, hành bị diệt thì thức diệt, thức bị diệt thì lục nhập diệt thì danh sắc diệt, danh sắc bị diệt thì xúc động diệt thì thọ cảm diệt, thọ cảm bị diệt thì ái diệt, ái bị diệt thì bảo thủ diệt thì sanh diệt, mà sanh diệt thì lão tử diệt, ấy là giải thoát vậy. Cho nên bà nắm được một cái câu đó, bà cho là chân lý, bà tu đắc quả La Hán tại chỗ. Thì qua cái câu chuyện trên chúng ta thấy rằng đó, cái sự tu tập ở đây không nói lâu mau dài ngắn, mà quan trọng nhất mình có quan tâm tới cái giáo lý Đức Thầy và có hạ thủ công phu để triệt để tất cả các lỗi lầm trần cấu phiền lao trần não, để trở thành con người trí tuệ thông minh, hiểu biết pháp môn rõ ràng, chúng ta tu tập để đi đến cái con đường giải thoát. Phải không quý vị? Chứ ở đây tôi nói quý vị nghe đó, tu hoài mà thấy không có tiến bộ là tại sao vậy? Vì mình nhìn lại mình chút xíu tự mình biết liền à. Hỡi chút cái giận, hỡi chút cái buồn, mà giận riết là giận người dân không nói nữa, mà tới vợ với con mà cũng còn giận luôn nữa, chịu đời sao nổi. Phải không quý vị?
Bà vợ đó đi cầu nguyện về, bữa nay mà muốn ăn canh mà bà vợ bà nấu kho là thấy khó chịu trong lòng. Bữa nay muốn kiếm chuyện với tôi á. Vậy đó mà canh có sẵn mà không nấu, bữa nấu đồ kho. Cứ nhai nhai hoài cái chỗ ăn uống đó. Rồi tôi hỏi quý vị tu gì để ý tới cái chuyện có chút xíu vậy đó rồi làm sao tiến bộ. Cái thân này đó có nhiều thì ăn nhiều, có ít thì ăn ít, không có thì nhịn ăn cũng không sao. Có tiền thì xài, không có thì không xài, phải không? Cái thân này nó đối với mình đó, nhiều khi mình cưng nó, mình o bế sửa sang dồi mài cạo gọt, nhưng mà nó vô tình với mình lắm quý vị ơi. Thầy nói gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Thà nghèo thanh nó vào mà trước, lo dung trồng cội phước về sau, muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí việc làm ích kỷ. Tâm chánh niệm thì thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn rày đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Cho nên cái thân này tôi nói quý vị nghe đó, chúng ta tu chúng ta phải hiểu, khi cái nghiệp nó đến với chúng ta rồi chúng ta phải chấp nhận trả. Có lúc đó cái bệnh mà cái nghiệp mình nó tới, nó kêu mình nằm, đừng có buồn đừng có phiền, cứ nằm đi, vẫn niệm Phật vẫn tu. Mà có lúc nó nói cái nghiệp dê rồi ngồi, thì nghe lời nó ngồi vậy mà tu. Nó nói bây giờ khỏe rồi nó đi đứng được, lên còn người gì đi mà tu, phải không? Tức là mình phải trả nghiệp trong từng giai đoạn đó. Nghiệp trọng quá khinh, nghiệp khinh quá không, tức là nghiệp nặng quá nhẹ mà nghiệp nhẹ quá không. Cho nên có một lần có một vị cư sĩ, ông tu cũng lâu đời rồi, nhưng mà ông ôm nhát ôm nhơm, ông bị cái chứng bệnh mà gọi là gì quý vị, người ta gọi là sơ gan gì đó. Cái bệnh này nghe bác sĩ nói chết, cái tinh thần ông mới suy sụp. Cái ông lên hôm nay ông gặp Xá Lợi Phất đệ tử của Phật á, nói bạch với trưởng giả, tôi giờ tôi tu vậy đó mà cái căn bệnh tôi bác sĩ cho hay vậy, tôi giờ tôi bỏ ăn bỏ ngủ, mà không những bỏ ăn bỏ ngủ mà bỏ tu luôn nữa, bây giờ chắc có lẽ tôi chết quá. À, nhờ trưởng giả cho tôi bài thuốc nào nó hay hay. Ông Xá Lợi Phất ông nói thuốc này tôi cho không nổi rồi. Bây giờ ông gặp Đức Thế Tôn, Thế Tôn dạy ông sao? Cái khi đến với Đức Phật, Đức Phật nói cái thân này vô thường, sanh già bệnh chết là cái chuyện đương nhiên, phải không? Có sanh ra thì có bệnh có tử rồi thầy sẽ đi vào con đường luân hồi theo con đường tội phước mà mình tạo. Vậy thì đối với cái người tu, cái thân này có bệnh nhưng mà ông đừng để cái tâm bệnh, tại vì cái người tu có vô nhân trước, nhân ác thì sẽ có bao chương. Vô nhân ác rồi thì cái ác nó sẽ đến với mình, mà nó đến với mình nó có người phải nằm một chỗ, có người phải lắc cái gan phân nửa, có người phải thẻo cái bao tử một phần, nó bệnh tới vậy đó. Có người phải cắt cái giò này mà nó chưa vừa, cắt luôn cái giò kia, tự nhiên con ta có hai giò trở thành cục giò, phải không? Cắt cái tay nặt cái cắt cái tay kia, nhưng mà có báo chướng nhưng không có phiền não chướng. Đức Phật nói tại vì cái người tu thấu triệt nhân quả, quyết định trả quả để chúng ta về cảnh giới của Đức Phật, hết nghiệp mà về Phật, cho nên chấp nhận ông nhồi quả cho người hành đạo. Lúc nguy nàn thấu chí cùng chăng, nếu bền lòng dĩ quả cao thăng, chẳng chặt dạ là bỏ lăng Phật tánh. Cho nên khi mà hiểu được như vậy, chấp nhận trả quả, người cư sĩ hay là tu sĩ mừng chứ không có buồn, cho nên không có phiền não chướng, phải không? Cho nên chúng ta cảnh giác qua lời Đức Phật dạy ông cư sĩ ngày xưa. Cho nên khi về nhà, ông hạ thủ công phu tu tập, ông không nghĩ tới cái thân bệnh nữa. Thời gian tới 1 tháng trở lại, ông tròn trịa, mặt mày sáng xuống Xá Lợi Phất đây, chúc mừng ông uống được nước cam lộ của Thế Tôn, nên nhờ Thế Tôn cho bài pháp. Như vậy thì thầy vậy mình cũng giải bài pháp vậy, phải không quý vị? Cho nên khi mình hiểu được nhân quả rồi, biết được tội phước rồi, nhân nào gieo thì quả nấy, mỗi việc ác là mỗi tờ giấy nợ. Thân nay chưa thì đợi thân sau, dây bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Nó không có nể mình đâu. Khi mình gieo rồi thì sớm muộn gì nó cũng đền trả với mình. Giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời mà quả báo quần tự thọ. Cái nghiệp gieo trải qua 100.000 kiếp rồi, nhưng mà đủ nhân duyên rồi, nhất định nó sẽ đền trả. Mà thiện nó trả thiện, ác nó trả ác quý vị à. Dầu bay cao vút lên trời, lặn sâu xuống biển, tốn thời đặng đâu, cho dù chui tận hang sâu cũng không thoát khỏi khổ sầu đã gieo. Cho nên quý vị quan trọng nhất, chúng ta gieo làm sao được cái nhân lành, mà cái nhân lành không bằng cái nhân Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, mà niệm Phật là pháp môn trong thời kỳ hạ quan mạt pháp, dễ tu, dễ hành, dễ thành, dễ đắc. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không còn sát sanh mà từ bi hỷ xả, đền đáp tứ đại trọng ân, rồi chúng ta tu theo giáo lý Đức Thầy đi. Tôi bảo đảm trong kiếp này không có ai mà không giảng sanh. Đừng để quá muộn quý vị à. Bây giờ tu được mà không chịu tu, niệm Phật được không chịu niệm Phật,
đi làm phước làm đạo được mà không chịu, đợi tới nó nằm một chỗ muốn đi dân đề đó rất là khó, phải không quý vị? Lúc đó là khóc không à, phải không? Mà lo khóc lo than lên lên cái rỉ thì ai vô đây mà tu thế cho mình? Trên đường này cái người làm giàu cũng không ai mà tạo dựng cho mình, đây qua Tây Phương Cực Lạc không ai trải thảm đỏ cho mình đi hết trơn quý vị, mà đường gai gốc thiên sơn vạn hạn. Chúng ta phải mang đôi giày từ bi, phải không? Mang cái đôi mũ trí tuệ, mặc cái áo giáp sắt để gì? Để chúng ta lội đến cực lạc mà chúng ta có thể chịu đựng tất cả gian nan khổ khó. Đạo từ khổ khó mà thành, đạo không có ai mà sung sướng ăn no rồi nằm ngủ rồi đưa dẫn rồi xem tivi mà đắc đạo thành tiên thành Phật bao giờ, phải không quý vị? Cho nên thầy dạy ráng cực lòng một bước đầu tiên, sau mới được làm nên Phật thánh. Những cái việc mình làm đây nè, người ta chê đi cầu nguyện, đi lắm dỗ từng ta nói đi ăn trực, mà thầy nói nay ngu khờ len lỏi hương thôn mà sau đắc đạo tiến đồ bốn biển, đến sau khổ nạn khỏi lâm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay vậy đó, niệm Phật là vậy đó. Mà sau này chiến tranh giặc giả ác thú dãy đầy, yêu tinh cấu xé, người ta rên người ta la người ta khóc, vậy mà mình bây giờ sao? Phương Nam thì rạng ngọc chói lò, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nước vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng không nè. Chào người chân tu, mình đâu có khổ gì, phải không? Đọc thêm câu nữa cho hết luôn, bao la cảnh Phật cõi tiên. Tòng mai liễu trúc cụ duyên phe màu, ngũ dân năm sắc năm màu kìa quý. Hết giờ nói thêm không cho rồi, nọ bụng lao sao vui mừng, gian dày sánh nổi chuyển lưng kiển tiên, lộ vẻ vui mừng cha con. Bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than hết còn, phải không quý vị? Vậy là cuộc hẹn gặp gỡ rồi, họ hẹn Phật tiên gặp một ngày, hay là rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền nôi tục cổ mà tới thời thượng cổ điểu hòa mai. Tức là chim đậu chung một cành, đắc đạo giảng sanh rồi, thầy hối mình dục thúc đạo đồng kiến thí quyên, chư ban điềm tĩnh sĩ chánh hiền, sa di đông hải tri thiều nhạc, mà nam đỉnh ngọc đài lộ kỷ tiên, đỉnh núi phía nam mà lộ ra cái ghế tên của mấy ông có tu hết trơn à, vô đó mà ngồi dự hội. Kính thưa quý vị, thời gian sư ngôn đã cho biết hết, thì bấy sư được 40 phút trao đổi với quý vị, thì chỉ được nói một hai ít thôi chứ không có đưa ra một cái mệnh đề, mong quý vị quan hỷ. Thì trước khi kết thúc cái nhân duyên trao đổi Phật Pháp và nhắc qua lời chỉ dạy của Đức Thầy, bảy siêu sẽ thành tâm cầu nguyện cho quý vị là dồi dào sức khỏe, thân khỏe tâm an, tinh tấn tu hành trên con đường đạo hạnh thanh cao Phật Pháp, đến ngày Đức Thầy trở lại có mặt trong hội Long Hoa. Nam Mô A Di Đà.